Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với trung tâm chăm sóc và trang trí ô tô Hoàng Kim. Thì bên cạnh tôi đây hiện tại đang là chiếc Mercedes GLC 300 2019. Thì theo như các bạn đã biết, khi các kỹ sư người ta đã thiết kế ra một chiếc xe như vậy thì họ đã tính toán đến tất cả những chi tiết, từ những khả năng vận hành, từ những yếu tố thẩm mỹ, họ đã tính toán một cách hoàn hảo nhất. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những chủ nhân của những chiếc xe này muốn chiếc xe của mình trở nên khác biệt, trở nên mạnh mẽ và đặc biệt hơn là thể hiện được cá tính riêng của mình. Thì hôm nay tại ô tô Hoàng Kim, điều khác biệt ấy được thể hiện trên chiếc xe này, đó chính là thay đổi phần body kit trước và sau theo phong cách GLC 63 AMG của Mercedes. Thì đây một số chi tiết chuẩn bị để thay thế trên chiếc xe này, đó chính là phần bao gồm phần cản trước, body trước, cản sau và mặt ga lăng, và một số chi tiết nhỏ khác bao gồm cả giáp gầm. Đây là bộ body đến từ thương hiệu AN của Đài Loan, một thương hiệu chuyên thiết kế và sản xuất body kit cho những dòng xe sang, ví dụ như là Mercedes, Audi, BMW và một số dòng xe sang khác. Và đi kèm theo đó, chúng tôi còn nâng cấp thêm một số tính năng vận hành cũng như giải trí của xe để phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Mời các bạn cùng theo dõi và đón xem toàn bộ quá trình nâng cấp như thế nào nhé. Sau khi trải qua quá trình nâng cấp thì giờ đây chiếc GLC 300 đã được thay đổi hoàn toàn thành một chiếc GLC 63 AMG. Toàn bộ thay đổi được cả mặt ga lăng, cản trước, cản sau. Sau khi nâng cấp những cái body này thì những cái yếu tố, ví dụ yếu tố như những tính năng hoạt động của những cái camera, những cảm biến va chạm bảo đảm độ chính xác và tuyệt đối 100%. Body sau được thay đổi thành bộ đôi AMG và cản gió lớn phía sau. Ngoài thay đổi phần body trước sau thì hiện tại chúng tôi đang còn nâng cấp thêm những tính năng cho những người sử dụng, như ví dụ như là cửa hít. Toàn bộ những cửa hít được nâng cấp thành cửa điện để cho quá trình đóng mở cửa được dễ dàng và êm ái hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip nâng cấp chiếc Mercedes GLC này của chúng tôi. Mọi thắc mắc xin liên hệ về trung tâm chăm sóc và trang trí xe hơi ô tô Hoàng Kim. Còn bây giờ xin chào và biệt và hẹn gặp lại.